Sáng ngày 24 tháng 6, tàu hải quân Ấn Độ INS Sahyadri và INS Kathmandu đã có mặt tại cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6. Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân đã có mặt đón tiếp và tham gia cuộc họp báo trên tàu INS. Chuyến thăm bao gồm các buổi tiếp xúc trao đổi chuyên môn giữa sĩ quan hải quân hai nước, chào và gặp gỡ cán bộ chính phủ Việt Nam. Đoàn Hải quân Ấn Độ sẽ đến thăm các di tích lịch sử trong nội thành và quanh thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các sự kiện thể thao. Sau khi hoàn thành giai đoạn thăm cảng, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành tập trận theo hình thức PASS. Chuẩn đô đốc Sanjay Bala, thống soái chỉ huy hạm đội phía đông Ấn Độ cho biết, dù hai quốc gia cách nhau hơn 11.000 km, nhưng đại dương đã kết nối hai nước với mục tiêu chung hướng đến hòa bình và thịnh vượng. Hai tàu có mặt ngày hôm nay với thông điệp về tình hữu nghị giữa con người và hải quân Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Bala nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Về mặt quân sự, hai nước có mối quan hệ hợp tác lâu đời và chặt chẽ. Mới đây, Việt Nam-Ấn Độ đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng song phương đến năm 2030, xác định đường hướng phát triển của quan hệ đối tác quốc phòng trong thập kỷ tới. Ấn Độ cũng đã bàn giao 12 tàu tuần tra tốc độ cao cho lực lượng biên phòng Việt Nam nằm trong gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la Mỹ của Ấn Độ dành cho Việt Nam.